đối với những gia đình mà chúng ta có những người con đi làm xa nhà, cũng như là gia đình đó có đông con và họ muốn giữ cho gia đình của mình luôn luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười, giữ được những cái kỷ niệm nè, khoảnh khắc đẹp nhất bên nhau, thì bí quyết nào để họ làm được như vậy? Thì sau đây em sẽ bật mí cho cả nhà một mẫu món ăn mà khiến tất cả những gia đình sẽ tụ họp lại với nhau, và nơi đó sẽ là nơi gắn kết yêu thương và lưu giữ những kỷ niệm. Và một trong những mẫu món ăn mà đang hot nhất và làm mưa làm gió hiện nay chính là được làm từ dòng chất liệu gỗ cẩm lai, và đặc biệt hơn là được kết hợp với dòng nu của gỗ gõ đỏ. Mẫu món ăn mà đang đứng trước mặt của chú anh chị đây bao gồm là 8 ghế và một bàn chính. Cái bàn chính này được thiết kế theo kiểu dạng là oval khuyết, với cái chức năng là chúng ta có thể ngồi rất là được nhiều người và chúng ta có thể nhìn thấy nhau, trò chuyện quây quần bên nhau để tránh đi được cái sự xua tan mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Và mẫu bàn này em được lấy thiết kế hình ảnh là quả đào tiên. Tại sao lại như vậy? Đây có thể nói là một hình ảnh mà mang đến sự tươi mới, trẻ trung, ngoài ra còn cầu cho sức khỏe dồi dào, thịnh vượng cho những người thân gia đình của mình. Đây cả nhà cũng thấy là hình ảnh cái chuông ghế chạm quả đào rất là đẹp, rất là sắc, nhìn rất là tươi trẻ, tươi mới luôn. Và cái phần tựa lưng này em kết hợp là làm theo kiểu lục bình, và cái phần chính giữa là cái phần nu của gỗ đỏ, nó sẽ tạo điểm nhấn cho cái phần ghế của chúng ta hơn. Cái nu này thì một cái cây, không phải cây nào cũng sẽ có, một cái cây hình thành rất là lâu năm, từ 70, 80 đến 100 năm tuổi thì nó mới hình thành ra được những cái nu này. Và những cái mặt nu này nó sẽ do tác động của con người cũng như là thiên nhiên, khi mà nó bị chặt chém hoặc là bị sét đánh, những cái chỗ đó sẽ hình thành ra những cái vết thương, và lâu ngày khi mà cây nó hút chất dinh dưỡng á, sẽ hình thành ra những cái cục sần sùi và những cái đó gọi là nu. Đây cả nhà, bàn ăn mà được làm từ 100% gỗ cẩm lai thì như cô chú anh chị đã thấy rất là nhiều rồi, nhưng mà với một cái phiên bản mới hơn, hoàn toàn mới luôn, thì cái phiên bản này có thể nói là được rất là nhiều cô chú anh chị ưa chuộng và chọn nó là nơi chúng ta gắn kết yêu thương lại với nhau. Như cả nhà đã thấy mẫu bàn oval á, dạng hình người ta hay gọi là hình hộp xoài á, thì mình đã thấy rất là nhiều rồi. Và ở đây em cải cách hơn là em sẽ làm oval khuyết ở 4 góc bàn. Cái oval khuyết này nè, khi mà chúng ta ở nhà có nhiều trẻ em, khi mà chạy giỡn với nhau á, chúng ta sẽ tránh được cái hiện tượng mà những trẻ em sẽ va đập vào đây. Đó, cái chỗ này chúng em bo tròn nè, nhìn rất là láng mịn và em bo tròn rất là kỹ lưỡng, rất là đẹp. Nó sẽ tránh được cái hiện tượng mà cái đầu gốc này sẽ nhọn á, làm ảnh hưởng đến những trẻ em cũng như là những người xung quanh của mình. Phần yếm bàn thì em kết hợp là chạm những cái họa tiết hoa văn đơn giản nhẹ nhàng thôi. Bởi vì cái bàn ăn của chúng ta chủ đạo vẫn là chất liệu gỗ cẩm lai và hình ảnh nu, cho nên là cái phần này chúng ta sẽ làm đơn giản nhẹ nhàng để mang đến sự vẻ đẹp tinh tế hơn. Về phần chân bàn, ở đây em xài là chân bàn theo kiểu hoàng gia. Đó, hai cái trụ chân rất là lớn, nó rất là vững chắc, cả nhà thấy không, rất là đẹp luôn nha cả nhà nha. Và hoàn toàn từ chân cho đến bàn và ghế chúng em đều làm là chất liệu gỗ cẩm lai quý hiếm, và chất liệu gỗ cẩm lai này bây giờ đang được rất là nhiều giới thượng lưu, kể cả giới bình dân cũng đang rất là ưa chuộng sử dụng dòng gỗ này. Đã mang trong mình dòng chất liệu gỗ quý rồi mà còn sử dụng bền bỉ thêm 5 tháng nữa, và chúng ta sở hữu bộ bàn ghế này ngay cái thời điểm vàng này sẽ tiết kiệm cho mình hơn 30 triệu đồng luôn cả nhà nha. Và đừng quên đến ngay địa chỉ là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Nơi đây chúng em đang sale từ 15 cho đến là 38% cho tất cả những mặt hàng có sẵn. Và cả nhà mà cần tư vấn sản phẩm nào cứ liên hệ với em qua số hotline 0792 176032. Chúng em sẽ tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình cho mình nha. Còn em là Hiền, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye.